Thầy An kính chào các quý huynh và mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở phần luyện tập trung. Bài 1.31 Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7. Câu A Viết tập hợp A bằng hai cách đó là liệt kê các phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử. Ở câu A, chúng ta viết tập hợp A bằng hai cách. Cách thứ nhất là liệt kê. Bây giờ mình viết bằng liệt kê. Lớn hơn 3 và không lớn hơn 7, à, lớn hơn 3. Lớn hơn 3 là số 4 nè, số 5 nè, số 6 nè, không lớn hơn 7 không lớn hơn 7, có nghĩa là chúng ta vẫn lấy chữ số 7 ha. Vẫn lấy chữ số 7. Bởi vì số 7 không lớn hơn 7 và mình dừng ở đây. Mình không có lấy nữa ha. Bởi vì số 8 là lớn hơn 7 mất. Của mình là không được lớn hơn 7. Đó, đây là viết theo cách liệt kê. Rồi tiếp theo chúng ta viết cách thứ hai gọi là nêu dấu hiệu đặc trưng. Được chưa? Nêu dấu hiệu đặc trưng. nhớ chỉ được dùng cái dấu ngoặc nhọn này thôi nha các bạn. Thì đây là A là tập hợp các số tự nhiên. Số tự nhiên nè là x phải thuộc N à, đây là số tự nhiên. Sao cho sao cho lớn hơn 3 lớn hơn 3 và không lớn hơn 7. Lớn hơn 3 có nghĩa chúng ta viết số 3 này rồi x nè, đó, x lớn hơn 3. Không lớn hơn 7 có nghĩa là bé hơn 8. Hoặc là chúng ta có thể ghi chỗ này là bé hơn hoặc bằng 7. Bé hơn hoặc bằng 7. Hoặc là chỗ này mình ghi bé hơn 8. Đó, mình có hai cách làm như vậy. Nè, không lớn hơn 7, có nghĩa là bé hơn bằng 7. Đây chúng ta đọc là tập hợp A gồm các phần tử x thuộc số tự nhiên sao cho x lớn hơn 3 và bé hơn hoặc bằng 7. Hoặc là không lớn hơn 7. Ha. Mình xong câu A mình qua câu B câu B là trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10 những số nào không phải là phần tử của tập A trong các số tự nhiên trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10 những số không phải là phần tử của tập hợp A là những số không phải à, không phải không phải là phần tử của tập a không phải là phần tử của tập a là à, mình liệt kê ra thì những số tự nhiên nhỏ hơn 10 mà không phải là phần tử của tập A có nghĩa là không nằm trong đây có nghĩa là mình loại trừ những số này ra ha. Thì đó là số 0 nè, số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè. Số 4, số 5, số 6, số 7 mình không lấy. Số 8 nè, số 9 nè, lấy nữa không các bạn? Nhỏ hơn 10, nhỏ hơn 10. Ok, tới đây là mình dừng. Bởi vì mình lấy nữa là nó bằng 10 mất. Đó, mình xong câu B. Mình qua bài 1.32. Câu a viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Câu a thì câu này dễ rồi, à, không cần giải thích nữa. Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là, thì nghĩ là à, các bạn đều viết được ha, mà không gặp khó khăn nào. Nhỏ nhất có bốn chữ số một hai ba được chưa? Đó là số. 1000. Đây là số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Câu B. Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Câu B là bắt đầu khó lên ha. Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số, số, số khác nhau khác nhau là số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là và số nào các bạn các bạn thử viết xem thì các bạn sẽ viết là đó là số một hai ba bốn một hai ba bốn là số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau nhìn có vẻ đúng, đúng không các bạn nhìn có vẻ đúng thôi nhưng mà không đúng thì có thể viết số nhỏ hơn số này số nhỏ hơn số này là một hai ba không nhỏ hơn đúng không vẫn bốn chữ số khác nhau nha một hai ba bốn khác nhau một hai bốn khác nhau được chưa số này nhỏ hơn số này đúng không nhưng chưa phải là số nhỏ nhất các bạn thầy có thể viết số nhỏ hơn nữa một hai không ba nhỏ hơn đúng không số này nhỏ hơn số này đó nhỏ nhất chưa chưa chúng ta còn có thể viết được số nhỏ nhất nữa đó là số một không hai ba đây mới là số nhỏ nhất có bốn chữ số các bạn không thể viết số tự nhiên bốn chữ số mà nhỏ hơn số này nữa ha không thể biết nhỏ hơn nhớ là phải khác nhau nha các bạn phải khác nhau đó thì kết quả của chúng ta là một 1023 hai ba một hai ba đây là số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau ha mình qua câu c Câu C là viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn, à, đều là số chẵn. Mình cứ viết ra đã, ha. số tự nhiên nhỏ nhất, số tự nhiên nhỏ nhất, số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau, có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn và đều là số chẵn là là số nào các bạn mình liệt kê ra những số chẵn các bạn những số chẵn này các bạn là không hai bốn sáu tám đây là những số chẵn bây giờ mình xem thử số nào là số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau thì mình có thể lấy là 2, 4, 6, 0. Đúng không? 2, 4, 6, 0. Nhỏ nhất chưa? Chưa. Nhỏ nhất. Nhỏ hơn nè. 2, 4, 0, 6. Đó. Tương tự như vậy. Nhỏ hơn nữa. Là 2, 0, 4, 6. Đó. Bạn có tìm được số nhỏ hơn hay không? Không tìm được số nhỏ hơn. Số 0 này mình không thể đưa lên đây được. Số 0 không thể nằm đầu tiên được. ha Nhỏ nhất mà có thể nằm ở vị trí thứ nhất thì có thể là số 2. Rồi, nhỏ nhì mà có thể nằm ở vị trí hàng trăm là số 0, tương tự như vậy, nhỏ thứ ba là số 4 và nhỏ cuối cùng là thứ sáu. Như vậy thì số nhỏ nhất của chúng ta là 2046 ha. 2046. 2046. Ok. Rồi câu D. Tương tự như vậy ha, viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ, đều là số lẻ. Giống như câu C. Số tự nhiên nhỏ nhất ha, vẫn là nhỏ nhất. Nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ và đều là số lẻ là thì tương tự như đây các bạn có thể viết nhanh ha mà không cần giải thích nữa số lẻ một không số đầu tiên mà số lẻ nhỏ nhất là số 1 thứ hai là đứng ở vị trí thứ hai là số 0 vị trí thứ ba sẽ là số số 3 là số lẻ vị trí cuối cùng sẽ là số 5 ha như vậy đúng không các bạn này không đúng ha bởi vì các bạn chú ý là số 0 là số chẵn nha. Số 0 là số chẵn. Cho nên là nếu mà mình nói trước như thế này mình làm như thế này là sai nha. Đề bảo chúng ta là đều là số lẻ nhưng mà rất tiếc cái bạn số 0 này là số chẵn. Cho nên các bạn viết như thế này là sai ha. Mà là số 1 3 5 7 ha. 1 3 5 7. Đều là số lẻ này, số 1 số lẻ, số 3 số lẻ, số 5 số lẻ, số 7 số lẻ và cái số nào nằm ở vị trí đầu tiên mình ưu tiên là số nhỏ nhất có thể, đó là số 1. Rồi tới số nhỏ nhất tiếp theo là số 3, số nhỏ nhất tiếp theo có thể là số 5 và số nhỏ nhất tiếp theo có thể là số 7. Còn cái tên này, số nhỏ nhất đầu tiên không thể chọn là số 0 được ha, phải là số 2. Số nhỏ nhất tiếp theo là số 0. Số nhỏ nhất tiếp theo có thể chọn được là số 4 và số 6. Đó, chúng ta xong bài 1.32 ha. Các bạn chú ý chỗ này nha. về 1.33. Ta đã biết giá trị của mỗi chữ số trong một số tự nhiên viết trong hệ thập phân phụ thuộc vào vị trí của nó. Chẳng hạn, chữ số 2 có giá trị bằng 2 nếu nó nằm ở hàng đơn vị. Có giá trị bằng 20 nếu nó nằm ở hàng chục, vân 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 ha. Vân 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 ở đây có nghĩa là mình có thể đọc tiếp, đó là uh, nó có giá trị là 200 nếu nó nằm ở hàng trăm, nó có trị là 2000 nếu nó nằm ở hàng ngàn, được chưa? Tuy nhiên, có một chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kỳ vị trí nào. Đó là chữ số nào. Thì mình sẽ nghĩ trong đầu mình một số nào đó rất là đặc biệt các bạn. Thì những số đặc biệt như là chữ số 0 hay là chữ số 1, đó đó là những chữ số rất là đặc biệt. ha Thì nếu mà chữ số 1 thì sao? Chữ số 1 thì nằm ở hàng đơn vị thì nó có giá trị là 1, nằm ở hàng chục thì nó có giá trị là là 10 đúng không? Còn chữ số 0 rất là đặc biệt các bạn. Đây, các bạn sẽ xem chữ số 0. Là ta thấy chữ số 0 nằm ở hàng đơn vị. Nằm ở hàng đơn vị thì nó có giá trị là không đơn vị ha không đơn vị đó rồi rồi có giá trị bằng có giá trị bằng 0 nhân 10 bằng 0 nếu nó nằm ở hàng chục ở hàng chục vân 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 ha có nghĩa là hàng chục thì nhân cho 10, hàng trăm thì mình nhân cho 100. Thì chữ số 0 nó nằm ở hàng trăm thì 0 nhân 100 cũng bằng 0, được chưa? Nên tới đây mình ghi vân vân vân, có nghĩa là nếu mà nó nằm ở hàng trăm thì nó có giá trị bằng 0 nhân 100 thì cũng bằng 0. Đại loại là nó nằm ở hàng nào đi nữa thì nó cũng bằng 0 hết ha. Hàng đơn vị, không đơn vị nằm ở hàng chục thì cũng là 0. Được chưa? Từ đó mình có thể kết luận nha, kết luận Vậy, chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kỳ vị trí nào, đó là chữ số 0 à. Vậy chữ số mà giá trị của nó không thay đổi không thay đổi dù nó nằm ở bất kỳ vị trí nào. Dù nó nằm ở bất kỳ vị trí nào. Đó là chữ số 0. À, chữ số 0 rất là đặc biệt các bạn. Giá trị của nó là 0, coi là không có gì hết ha, à, chữ số 0 rất là đặc biệt. Rồi mình xong bài 1.33. Chúng ta qua bài 1.34. 1.34. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50 kg, mỗi bao ngô nặng 60 kg. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu kg gạo và ngô? Thì bài này mình có thể làm theo nhiều cách ha. Các bạn có thể tính 30 bao gạo thì sẽ nặng bao nhiêu rồi 40 bao ngô bao ngô nặng bao nhiêu rồi sau đó mình cộng lại được chưa? mình cộng lại là ra xe ô tô đó chở được. Ha. hoặc cách thứ hai chúng ta có thể làm gộp luôn nha. gộp. đây các bạn. để cho chúng ta là mỗi bao gạo nặng 50 kg, mỗi bao gạo nặng 50 kg. có nghĩa là một bao gạo nặng 50 kg mà mình chở là ô tô này chở 30 bao gạo, ha. 30 bao phải nặng bao nhiêu thì chưa đó thì muốn tính nặng bao nhiêu các bạn chỉ việc nhân chéo chia ngang đúng không lấy 30 nhân cho 50 là ra số kg của 30 bao gạo tương tự như vậy 40 bao ngô ha, mà mỗi bao ngô nặng 60 kg một bao ngô nặng 60 kg như vậy thì lúc này 40 bao ngô ha, 40 bao ngô sẽ nặng bao nhiêu bằng bao nhiêu kg đó muốn tính bạn này chúng ta cũng việc nhân chéo chia ngang chia ngang là chia cho một là khỏi cần ghi rồi đúng không đó cho nên là từ đây mình có thể làm gộp luôn là mình lấy 30 mình nhân cho 50 mình cộng cho 40 mình nhân cho 60 được chưa mình làm một lời giải luôn các bạn đây đề hỏi mình là hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu kg gạo và ngô thì mình nói là số kg gạo và ngô số kg gạo và ngô xe ô tô đó chở là đó là một lời giải 30 bao gạo 30 bao gạo mà mỗi bao nặng 50 mỗi bao nặng 50 đây là 30 bao gạo nặng ha. bây giờ là 40 bao ngô 40 bao ngô mỗi bao nặng là 60 kg 60 nhanh cho 60 đó thì mình có thể tính ở ngoài rồi mình ghi đáp án cho cũng được các bạn ha đây mình tính nhẩm như sau 3 nhân 5 là 15 nhân chia trước cộng từ sau ha nhân nhân trước 3 nhân 5 là 15 2 số 0 cộng nhân trước 4 nhân 6 là 24 24 2 số 0 đó rồi bây giờ mình cộng 15 mà cộng cho 24 thì chúng ta được là 39 đúng không? 39. Rồi 2 số 0. Rồi đó. Chúng ta được 3900 kg. Rồi, mình xong bài 1.34. Chúng ta qua bài 1.35. Trong tháng 7, nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết đơn vị giá điện như sau. Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1678 đồng trên một số. Giá tiền cho 50 số tiếp theo, có nghĩa là từ số 51 đến số 100 là 1734 đồng trên một số. Và giá tiền cho 100 số tiếp theo nữa, có nghĩa là từ số 101 đến số 200 sẽ là 2014 đồng trên một số. Sở dĩ giá tiền nó tăng dần như thế này là bởi vì nhà nước khuyến khích chúng ta tiết kiệm điện. Mình dùng càng nhiều thì cái giá tiền nó càng tăng lên. 50 số đầu tiên mình chỉ trả 1678 đồng thôi. Nhưng mà 50 số tiếp theo tăng lên là 1734 đồng. Rồi 100 số tiếp theo nó lại tăng lên, nó tăng lên nữa. Được chưa? Mình dùng càng nhiều nó càng tăng lên. Cái giá tiền nó, nó đắt thêm đó các bạn. Để khuyến khích mình tiết kiệm điện. Thì bài này bạn nào biết cách làm thì bạn có thể làm gợp lại làm gợp còn thầy thầy ưu tiên các bạn hiểu bài cho nên thầy sẽ chia ra thầy chia ra thành nhiều lời giải để các bạn dễ hiểu hơn nha thứ nhất là thầy sẽ đi tính là số tiền của 50 số điện đầu tiên nha số tiền của năm mươi số tiền của 50 số điện Đầu tiên Là Chúng ta chỉ việc lấy 50 nhân cái số này thôi các bạn 50 nhân số này Tại sao, Tại sao như vậy Bởi vì người ta ghi là 1678 đồng trên một số Đồng trên một số Có nghĩa là một số điện Là tương ứng với lại là 1678 đồng như vậy chúng ta muốn tính là 50 số điện ha. muốn tính 50 số điện thì hỏi phải trả bao nhiêu bao nhiêu đồng. Đó. Thì cái tam số này thì dùng xuyên xuống. ha. Các bạn muốn tính bao nhiêu tiền thì các bạn chỉ nhân chéo chia ngang là được ha, nhân chéo chia ngang là mình lấy 50 mình nhân cho bạn này. Chia ngang là chia cho một khỏi cần quan tâm rồi bởi vì chia cho một cũng bằng chính nó. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy 50 nhân cho số này là xong ha. 50 nhân cho 1678 bằng mình nhấn nhẩm luôn nha thì số 0 này mình ghi trước thì mình khỏi quên nè, số 0 các bạn ghi trước số 0 rồi bây giờ mình không quan tâm số 0 này nữa 5 x 8 40 viết 0 Nhớ 4 5 x 7 là 35 35 với 4 là 39 viết 9 nhớ 3 5 x 6 là 30 với 3 là 33 viết 3 nhớ 3, 3, 3 5 x 1 là 5 với 3 nữa là 8 chúng ta được là 83.900 đơn vị là đồng ha. Đây là giá tiền cho 50 số điện đầu tiên. Ok. Lời giải thứ hai là số tiền cho 50 số điện tiếp theo. Số tiền của 50 số 50 nha các bạn. 50 số điện tiếp theo là tương tự như vậy. Chúng ta cũng lấy 50 chúng ta nhân cho cái giá tiền của một một số điện nha. 50 số đầu giá như này nhưng mà 50 số sau giá khác, giá mắc hơn nha. 1734 3. Tương tự như vậy, số 0 này các bạn cũng ghi ra trước. Rồi, 5 x 4 20, viết 0 nhớ 2. 5 x 3 15 với 2 là 17 viết 7 nhớ 1. 5 x 7 là 35. với 1 nữa là 36, viết 6, nhớ 3. 5 x 1 là 5, với 3 là 8. Đó. Các bạn tập nhẩm cho quen nha, các bạn đừng có dùng máy tính, nhẩm cũng rất là nhanh. Nếu mà các bạn nhẩm chi nhanh thì các bạn nhẩm từ từ rồi các bạn cũng sẽ nhanh như thầy. Đơn vị là đọc Đó. Thì các bạn chú ý này, à tiếp theo các bạn không có lấy 100 nữa ha, à, không có lấy 100 mà bởi vì nhà ông Khánh này là có 115 số điện thôi. Cho nên là ông Khánh đã dùng 50, mình đã tính 50 số đầu rồi 50 số sau là có nghĩa là mình đã tính 100 số rồi vậy là còn lại 15 số điện đúng không? Còn lại 15 số điện. Ok chưa? Thì số điện còn lại. Số điện còn lại. Phải trả theo, đây là mức 1, đây là mức 1, mức 2, đây là mức 3 ha mức 1, mức 2, mức 3. Thì số điện còn lại phải trả theo mức 3, phải trả theo mức 3 là vì ông Khánh xài 115 nên mình lấy 115 mình trừ cho mức 1 là 50, mình trừ cho mức 2 là 50 nữa thì bằng Mình có thể làm nhanh như thế này các bạn, mình trừ đi 50 rồi mình trừ đi 50 lần nữa, có nghĩa là chúng ta trừ đi 100, đúng không? Thì 115 mà trừ đi 100 thì chúng ta còn 15. Đây là đơn vị là số nha, số điện đó. Được chưa? Đây là số điện mà mình phải trả theo mức 3. Mức 3 là mức đây. Giá tiền đây. Nên lời giải tiếp theo là số tiền của 15 số điện tiếp theo là ha. À, hay là 15 số điện cuối cùng là số tiền của 15 số điện. Cuối cùng là thì mình lấy 15 mình nhân cho giá tiền là 2014 ha. Số cuối cùng đơn vị tính là 2014 đồng trên số. Thì lúc này nhẩm hơi rối rồi các bạn, mình đặt phép tính mình tính cho an toàn đây là 2014 nhân cho 15 5 x 4 20 viết 0 nhớ 2 5 x 1 là 5 với 2 nữa là 7 5 x 0 là 0 5 x 2 là 10 1 x 4 là 4 1 x 1 là 1 1 x 0 là 0 1 x 2 là 2 chúng ta cộng lại chúng ta được 2 0, 1 à, thầy cộng vội rồi đây là 0 nè 7 với 4 là 11 viết 1 với 1 vào đây là đây là 2 nha mình được là 20210 chúng ta được 20210 đơn vị là đồng đây là 1 cộng 2 là 3 chứ sorry các bạn 1 cộng 2 là 3 1 cộng 2 là 3 nha cộng lại nè 0 nè 11 viết 1 này nhớ một là 2 này, 0 này, 3. 3 các bạn. Rồi, mình đã lần lượt tính 50 số điện đầu như đây, 50 số điện số điện sau là như đây. Và 15 số cuối là như đây ha. Là tổng cộng là mình đã tính cho 115 số điện như vậy thì bây giờ mình muốn tính số tiền mà ông khánh phải trả và chúng ta cộng ba bạn này lại là xong ha nên lời giải cuối cùng là số tiền ông khánh phải trả số tiền mà ông khánh phải trả là cộng ba bạn này lại tám cộng cho 86700 cộng cho 30210 thì chúng ta sẽ được này tám ba chín 0, cộng cho tám sáu bảy 0, không cộng cho ba 0, hai một chúng ta sẽ được là không nè

Rồi chúng ta xong bài 1.35. Rồi bạn nào thích video này thì nhớ cho thầy một like. Rồi chúc các bạn học tốt.